Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học piano cơ bản Những bài học vừa qua mình đưa cho các bạn, các bạn có cảm thấy khó không? Hy vọng là những bài học vừa rồi không quá khó với các bạn Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ vào một bài học tương đối là khó Đó là bài học về dấu thăng và dấu dáng Từ trước đến giờ chúng ta đều học những bài học liên quan đến các phím màu trắng Vậy liệu các bạn có thắc mắc rằng phím màu đen để làm gì không? Chính phím màu đen sẽ là bài học cho ngày hôm nay Dấu thăng và dấu dáng chính là những phím màu đen Vậy thì cùng một phím màu đen làm thế nào để các bạn biết đâu là thăng, đâu là dáng Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn Đầu tiên các bạn sẽ chọn một phím trắng bất kỳ Ví dụ mình sẽ chọn phím trắng là nốt Re Các bạn sẽ chọn cho mình phím đen ở sát phía bên phải Đó là phím này Thì đây sẽ được gọi là nốt Re thăng còn nếu từ nốt rê màu trắng các bạn chọn cái phím đen sát phía bên trái thì nó sẽ là phím này sẽ là rê dáng để cho dễ nhớ các bạn có thể nhớ là cứ phím trắng mà lên phím đen màu sát trên thì là thăng còn nếu phím trắng mà xuống phím sát dưới thì là dáng tương tự như vậy chúng ta sẽ quy đổi một số phím thăng dáng các cụm phím đen gồm có 2 đen, 3 đen, 2 đen, 3 đen. Vậy bắt đầu từ cụm 2 đen. Phím màu đen đầu tiên nó sẽ vừa là đô thăng, đô sát bên phải, vừa là rê dáng, rê sát bên trái. Tiếp phím thứ hai nó sẽ vừa là rê thăng, rê sát bên phải, vừa là mi dáng, vì mi sát bên trái tiếp tục đây sẽ vừa là pha thăng bởi vì pha sát bên phải và vừa là son dáng bởi vì son sát bên trái tiếp tục chúng ta sẽ có đây là son thăng vì son sát bên phải và la sát bên trái đây là son thăng bởi vì son sẽ sát bên phải còn la dáng bởi vì la sẽ sát bên trái đây là la thăng bởi vì nốt la sẽ là nằm ở sát bên phải và nốt si sát bên trái đó vậy mình sẽ nhắc lại cho các bạn đây đô thăng và rê dáng rê thăng và mi dáng pha thăng và son dáng son thăng và la dáng cuối cùng là la thăng và si dáng dấu thăng và dấu dáng được gọi là dấu hóa của bản nhạc nó có thể ở dạng bình thường hoặc dạng bất thường đầu tiên khi nó ở dạng bình thường ký hiệu dấu thăng dấu dáng sẽ xuất hiện ở ngay sau khóa nhạc các bạn có thể nhìn thấy trên hình ảnh dấu thăng và dấu dáng ở hai bên cột cột bên trái sẽ là cột dấu thăng cột bên phải sẽ là cột dấu dáng khi dấu thăng hay dấu dáng biểu thị cho nốt nào thì toàn bộ các nốt ấy đều phải đánh thành thăng dáng ví dụ chúng ta nhìn vào cột bên trái ở ô đầu tiên chúng ta thấy dấu thăng đang biểu thị cho nốt pha vậy tất cả các nốt pha trong bài bình thường chúng ta đánh là pha thì bây giờ chúng ta sẽ phải đánh lên thành pha thăng tiếp tục còn với dấu dáng các bạn nhìn sang cột đối xứng dấu dáng biểu thị si dáng vì vậy trong bài nếu xuất hiện nốt si các bạn sẽ không đánh là si như thế này mà các bạn phải đánh xuống thành si dáng Một điều nữa là khi các dấu thăng, dấu dáng xuất hiện ở dạng bình thường sẽ theo một thứ tự nhất định. Các bạn tiếp tục nhìn vào hình ảnh. Ở cột dấu thăng các bạn có thể nhìn thấy từng hàng từng hàng Hàng thứ nhất có một dấu thăng, hai dấu thăng, ba dấu thăng, bốn dấu thăng, năm, 6 và 7 dấu thăng. Các dấu thăng này sẽ xuất hiện theo một thứ tự. Thứ tự đó là fa thăng, đô thăng, son thăng, rê thăng, la thăng, mi thăng và si thăng. Thứ tự này xuất hiện ra để làm gì? Ví dụ, khi các bạn gặp bản nhạc xuất hiện hai dấu thăng thì các bạn chỉ cần nhìn vào đây các bạn sẽ biết luôn hai dấu thăng đó là pha thăng và đô thăng để khi gặp bất cứ nốt pha hoặc nốt đô nào trong bài các bạn sẽ đánh lên thành thăng tương tự như thế nếu các bạn thấy ở ngay đầu bài có bốn dấu thăng thì chắc chắn bốn dấu thăng đó sẽ là pha thăng đô thăng son thăng rê thăng dấu dáng cũng tương tự như thế thứ tự của dấu dáng sẽ là si dáng mi dáng la dáng rê dáng son dáng đô dáng và pha dáng. Khi ở dạng bất thường, ở sau khóa nhạc sẽ không có ký hiệu dấu thăng dấu dáng. Nhưng khi các bạn đang đánh thì bản nhạc đột nhiên xuất hiện một dấu thăng hoặc dấu dáng ở ngay trước nốt đó. Lúc này chúng ta sẽ đánh duy nhất nốt đó thành nốt thăng hoặc nốt dáng. Nếu trong ô nhạc có nhiều nốt giống như thế thì đánh tất cả thành thăng dáng nhưng nhớ là chỉ trong ô đó thôi nếu mà sang ô nhà khác ta lại không đánh thăng, không đánh giáng nữa. Đó là toàn bộ về bài học dấu thăng và dấu giáng. Mình hy vọng các bạn sẽ nhớ được các thứ tự dấu thăng, dấu giáng cũng như là nhận biết được dấu thăng, dấu giáng trong bài để luôn luôn đánh thật chính xác. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo.